Mời đồng bào và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Sáng ngày 28 tháng 3, huyện nhà tham dự hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết nhằm giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục nỗ lực giảm mức sinh, tiến tới đặt và duy trì mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số bằng thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh bền vững. Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, quy mô dân số là 104 triệu người, giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống, tuổi thọ trung bình đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Để đạt được mục tiêu trên, nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp, chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật và dân số, phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số, bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số và tăng cường hợp tác quốc tế. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018 nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh niên. Chiều ngày 22 tháng 3, huyện đoàn Nam Trà My tổ chức chương trình Ngày Đoàn Viên với chủ đề Tuổi Trẻ Sáng Tạo năm 2018. Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có trên 300 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị và đoàn các xã các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên là cán bộ công nhân viên chức người lao động, đại diện các cơ quan đơn vị, đoàn viên thanh niên học sinh các trường học và người dân đã tham gia chạy cổ động với cự ly 3 km. Ngày chạy Olympic là một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Thiết thực chào mừng 72 năm ngày truyền thống thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2018. Cuối tuần qua, huyện nhà phát động ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có trên 300 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị và đoàn các xã các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên là cán bộ công nhân viên chức người lao động, đại diện các cơ quan đơn vị, đoàn viên thanh niên học sinh các trường học và người dân đã tham gia chạy cổ động với cự ly 3 km. Ngày chạy Olympic là một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Nhằm ôn lại truyền thống 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống cán bộ đoàn, vừa qua huyện nhà tổ chức buổi gặp mặt cựu cán bộ đoàn thanh niên qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu nguyên là cán bộ đoàn qua các thời kỳ đã cùng nhau chia sẻ ôn lại một thời với tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin và khát vọng, không ngại khó khăn gian khổ để xây dựng và phát triển tổ chức đoàn. Đồng thời các đại biểu cũng trao đổi những kinh nghiệm và những bài học sâu sắc trong việc giáo dục, chăm lo, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Hoạt động đoàn ở mỗi giai đoạn thời kỳ đều có những khó khăn nhất định, nhưng đây cũng là môi trường để thanh niên rèn luyện bản thân, trao dồi những kỹ năng cũng như những kiến thức hữu ích phục vụ cho việc học tập, lao động và công tác sau này. Thông qua buổi gặp mặt, cựu cán bộ huyện đoàn các thời kỳ cũng nhắn nhủ các thế hệ cán bộ đoàn hiện nay hãy phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để đưa phong trào đoàn ngày càng phát triển, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời lực lượng thanh niên cũng cần mạnh dạn bày tỏ những tâm tư nguyện vọng và đưa ra các ý kiến của mình trong các vấn đề của cuộc sống, thể hiện tinh thần chung kích trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Sáng ngày 28 tháng 3, huyện nhà đã có buổi làm việc với hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, đại diện hội nạn nhân chất độc da cam huyện báo cáo tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thời gian qua,
như hội đã tập trung điều tra khảo sát đối tượng làm hồ sơ giám định y khoa cho những người tham gia kháng chiến và con đẻ bị thảm họa da cam, tập trung tuyên truyền vận động các cấp các ngành tham gia chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền, hoạt động của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin ở huyện nhà tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đã chủ động tổ chức thăm hỏi tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân tăng gia sản xuất, thực hiện chế độ điều dưỡng, vân vân, góp phần giúp cho các gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Về phía tỉnh, hội đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện cần chuẩn bị tốt những vấn đề trọng tâm và thực hiện tốt đại hội hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trong năm 2018. Kính thưa đồng bào và các bạn, khát vọng chung tay xây dựng nông thôn mới mà thế hệ trẻ huyện Nam Trà My nói chung, tuổi trẻ chi đoàn chính quyền nói riêng đang ngày đêm giúp đỡ nhân dân dệt nên câu chuyện về cây cầu nối những bờ vui. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018, đoàn viên thanh niên chi đoàn chính quyền huyện Nam Trà My đã triển khai ra quân giúp nhân dân trả trại lên, làm cầu treo dân sinh tại làng Tắc Ngô, sửa chữa lại hơn 100 mét đường nối liền vào cầu treo, nhằm giúp cho người dân thuận lợi trong việc đi lại, nhất là vào mùa mưa được dễ dàng hơn. Và làng Hồ Văn Là, sống tại làng Tắc Ngô thôn 2 trả trại Linh cho biết, trước đây bà con làm nương, làm rẫy đi lại rất khổ cực. Nay có được cây cầu treo này, bà con mình vui lắm. Anh Trần Quốc được các bạn thanh niên phong tặng cho cái tên Cựu Đoàn. Bởi lẽ cái tên này rất đúng cho anh khi mà mỗi hoạt động nào của chi đoàn anh đều có mặt. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh chia sẻ. Bản thân cùng với tất cả anh em trong chi đoàn thực hiện kế hoạch của tháng thanh niên trong năm 2018. Trong qua 2 ngày thi công cây cầu cùng với tất cả các anh em trong chi đoàn đã hoàn thành được đúng kế hoạch đề ra và giúp cho bà con ở đây có một cây cầu để thuận lợi trong việc đi lại trong mùa mưa gió. Phong trào tình nguyện làm đường bê tông nông thôn hay nấu cháo tình thương và cả làm những cây cầu treo dân sinh là hoạt động được tuổi trẻ hưởng ứng sôi nổi, mang lại hiệu quả tích cực và gây dấu ấn rõ nét nhất. Bằng những cách làm sáng tạo hiệu quả, đoàn viên thanh niên chi đoàn đã và đang phát huy được vai trò xung kích, đóng góp có hiệu quả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện kế hoạch của huyện đoàn phát động, thì chi đoàn khối chính quyền năm nay lựa chọn công trình là cầu treo dân sinh tại làng Tắc Ngô. Thì với việc lựa chọn các công trình để triển khai trong năm, thì hàng năm thì chi đoàn khối chính quyền vẫn là lựa chọn hướng về cơ sở và cho việc phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới. Năm nay chi đoàn khối chính quyền lựa chọn cầu treo tại làng Tắc Ngô. Đây là một trong những công trình rất là khó khăn bởi vì là địa hình miền núi xa xôi so với lại trung tâm hành chính huyện. Nên là khi triển khai công trình này thì chi đoàn cũng quán triệt cho tất cả đoàn viên về những khó khăn trên địa bàn và cố gắng hết mình để thực hiện tốt được chiến dịch đề ra. Và đến nay thì qua 2 ngày triển khai thi công công trình thì cầu treo cũng như là các hạng mục đường dẫn bậc cấp thì chi đoàn khối chính quyền đã hoàn thành. Mỗi chiến dịch, mỗi hoạt động được phát động hưởng ứng và kết thúc để lại trong lòng mỗi bạn đoàn viên thanh niên, mỗi người dân là những tình cảm, suy nghĩ và ấn tượng không quên. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Xin kính chào và hẹn gặp lại.